Quỳnh Hương xin chào quý vị. Hôm nay Quỳnh Châu với Mỹ Hương với Quỳnh Hương đi cắt tóc với làm nail. I want cắt tóc chứ. Con. Okay. Quỳnh Châu đi đi em. Okay, who's going first? It's gonna be scary. No, it's not scary. I'm not. Con đi chơi đi. Con cắt tóc cho mày con. Con ăn anh kẹo. Bơi con đẹp phô bố. Quá đẹp. Con đẹp giống ai? Giống mẹ. Con giống bố. Dạ. Con chưa ăn cho con kẹo đó. Sure. Quỳnh Châu ơi, Quỳnh Châu muốn cắt tóc làm sao? Ta chỉ biết Mỹ Hương. Nếu Mỹ Hương mà tao là cậu. We get to go to Best Buy. Quý vị thấy Quỳnh Hương đẹp không? Quý vị thấy ba chị em đẹp không? Dạ. Bây giờ ba chị em đi làm nail. Được. Không được. Không được. Ơ quên nữa. Cho mày chọn sang màu gì? Có màu tím. Sang tay với chị. Để tay đi. Đẹp quá. Con ngồi im, ok. Tên của con tên là Quỳnh Hương. Đẹp ơi. Con chơi con em. Nhưng mà con có giỏi không? Con giỏi thì cô làm chân cho con luôn, ok. Con giỏi nha, ngồi cô cho con kẹo nha. Và sau đây xin quý vị cho một tràng vỗ tay cho ca sĩ Mỹ Hương. Giỏi. Em chào chào mẹ. Chào mẹ. Chào con đất con. Con đuôi má em. Giỏi. Giỏi quá. Ok. Đây là cháu hả? Cháu. Quý vị thấy cái nào con đẹp không? Cháu Quỳnh Hương và Mỹ Hương Quỳnh Châu đi mới đi cắt tóc rồi làm nail mệt quá. Bây giờ mình nên ăn ăn ở đây nè. Nó cái hộp kẹo kìa. Quỳnh Hương với Quỳnh Châu với Quỳnh Hương đói bụng lắm. Đừng. Cái này ngon quá. Chớp nhanh nhẹ này ăn. Ăn ở qua của mama. Come on, let's cheese, Maddie. Yeah. Hi, you're my best friend too. Okay. It's let's me. Cheers. Quỳnh Hương đòi dẹp cho Mỹ Hương với Quỳnh Châu với Papa với quý vị. Bye bye. Chị em chúng tôi thương quý vị lắm. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Muốn làm. Được rồi.